có nhiều chủ đề và trong đó sẽ có một chủ đề chính. Cái chủ đề chính là gì? Là cái chủ đề quán xuyến toàn bộ nội dung văn bản. Và cái chủ đề phụ nó thể hiện qua nhân vật và những cái tình tiết riêng lẻ. Với cái chủ đề này thì chị lại muốn nhắc lại với em về một cái khái niệm nữa, đó là đề tài. Bởi vì đề tài và chủ đề nó có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhá. Vậy đề tài là gì, còn nhớ không? Không, hai cái là hoàn toàn khác nhau nhé. Và chị sẽ, sau đây chị sẽ phân biệt cho các bạn ngay. Đề tài chính là cái phạm vi đời sống được miêu tả ở trong tác phẩm. Đó, là cái phạm vi đời sống được miêu tả nhé. Còn chủ đề là những cái vấn đề đặt ra trong tác phẩm cơ. Phạm vi đời sống. Và để có thể xác định được đề tài ấy, thì chúng ta có thể dựa vào loại sự kiện được miêu tả. Thì chúng ta có những cái tác phẩm về đề tài chiến tranh, đúng không? Tác phẩm về đề tài đời sống bình thường, cái gì, đúng không? Dựa vào loại nhân vật được đặt ở vị trí trung tâm thì em sẽ có những cái đề tài như nào này. Ví dụ như tác phẩm Người con gái Nam xưa hay là Thơ học, nó sẽ thuộc đề tài gì? Có đúng là tình nhân là gì không? Nhân vật được đặt ở vị trí trung tâm. Người phụ nữ, đúng không? Đó là vũ nương, đúng không? Đại diện cho những cái người phụ nữ trong cái xã hội phong kiến lúc bấy giờ. Thì nó sẽ thuộc đề tài về người phụ nữ. Là cái phạm vi đấy, đời sống được miêu tả mà, đúng không? Rồi thì những cái tác phẩm em đã được học tác phẩm Đất rừng phương Nam chưa? Chưa, đúng không? Rồi không sao, có một số tác phẩm hay là Chú bé Lượng, bài thơ Lượng của nhà thơ Tố Hữu. Thì đề tài đây là gì nhỉ? Em có thể dựa vào đâu để xác định đề tài? Thế nó sẽ thuộc đề tài gì? Nhân vật mà. Người chiến sĩ trẻ, đúng không? Có phải là Chú bé Lượng không? Đó thì đó. Hoặc là chúng ta phải dựa vào loại sự kiện được miêu tả thì chúng ta cũng có thể xếp vào đề tài chiến tranh. Thì cũng giống như chủ đề thì một tác phẩm cũng sẽ có thể có nhiều đề tài, nhưng trong đó sẽ có một đề tài chính. Đó, được chưa? Hay là như tác phẩm Người con gái Năm xưa của Nguyễn Dữ vừa nãy em xác định đó là đề tài người phụ nữ, đúng không? Chúng ta cũng có thể đặt nó, cũng có thể xác định là đề tài gì nữa? Đề tài gia đình. Còn đề tài gì nữa không? Đề tài xã hội Việt Nam, thói phong kiến, đúng, chính xác. Đấy, thì chúng ta có thể thấy là gì? Mỗi một tác phẩm có thể có nhiều đề tài, đúng không? Nhưng mà sẽ có một đề tài chính. Thì chủ đề thì sao? Chủ đề nó khác đề tài một chút. Nó là cái vấn đề đặt ra trong văn bản. Nó có thể là bài học, thông điệp mà tác giả gửi gắm. Đó. Và nó trả lời cho câu hỏi viết để làm gì. Nếu như đề tài trả lời cho câu hỏi viết về cái gì thì chủ đề sẽ trả lời cho câu hỏi là viết để làm gì, đúng không ạ? Ví dụ nhá, chuyện Người con gái Nam xương viết về cái gì? Viết về người phụ nữ Việt Nam thời phong kiến. Vậy thì sang bên này để xác định chủ đề chúng ta đặt câu hỏi là gì? Viết để làm gì? Viết để làm gì nhỉ? Cái thông điệp, cái bài học mà tác giả gửi gắm trong tác phẩm là gì? Về nhân vật vũ nương. Cái thông điệp mà tác giả gửi gắm là gì đây? Cái vấn đề mà tác giả, vấn đề mình đặt ra trong tác phẩm đó là gì? Bất hạnh của người phụ nữ, đúng không? Đau xót cho cái sự bất hạnh của người phụ nữ. Gì nữa không ạ? Đề cao hướng tới sự công bằng trong xã hội. Hay là gì nữa? Ngợi ca trân trọng những cái phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ. Đấy thì đấy chính là chủ đề